Phát biểu chúc mừng Ban Nội chính tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Ban trong việc tham mưu với cấp ủy, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác nội chính, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống ngành nội chính đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và chuyển đổi số trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở ngành địa phương cũng đã chúc mừng Ban Nội chính tỉnh ủy nhân kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống ngành nội chính đảng.